xin kính chào quý khán giả của đài truyền hình Việt TV à, cũng như thường lệ chương trình live show của chúng tôi à, vẫn à, phát sóng vào thứ năm hàng tuần vào thứ năm à, xin mời quý khán giả nhớ đón xem và đặt những câu hỏi à, trước khi chúng tôi vào chương trình xin quý vị ghi lại số phone 4084593000 à, trong thời trong khi chúng tôi nói chuyện quý vị nhớ đặt những câu hỏi trực tiếp vào à, chào anh Kelvin anh chào với khán giả đi anh à, Xin chào anh Thomas và Kevin xin kính gửi lời chào à, Đến tất cả quý vị à, khán giả của Việt TV Thì cũng như anh Thomas mở à, đầu lời nói à, Chương trình hôm nay vẫn tiếp tục nói về à, thuế vụ Thành ra quý vị có những cái câu hỏi về thuế vụ xin quý vị cứ gọi vào Uh, số điện thoại là 408 459 3000 và Kevin cũng lặp lại một lần nữa số điện thoại bên văn phòng uh, để quý vị ghi lại có chuyện gì quý vị có thể gọi bên đó 408 436 2939 436 2939. À, cảm ơn Kevin. Uh, tuần trước chúng tôi cũng nói chuyện về cái chủ đề là làm thế nào để làm chủ tình hình thế khóa của mình thì ngay trong cái thời điểm này cũng là một trong những cái vấn đề rất là quan trọng để mình làm chủ cái tình hình thế cho cái năm nay là 2016 để vào khai thuế vào năm 2017. À, như quý vị cũng đã biết, chúng tôi đã nói về vấn đề cá nhân. À, có W2, có nhà ở, có rental À, và có những cái khấu trừ thì à, quý vị muốn coi lại thì à, xin vào YouTube để coi lại cái đoạn video đó nha quý vị. Thì à, hôm nay cũng vẫn cái chủ đề này nhưng mà chúng ta sẽ nói về công ty. À, thì à, như làm thế nào để chủ làm chủ tình hình thuế khóa cho một cái công ty thì à, trên cái cơ bản là chúng ta sẽ à, lấy tổng thu trừ cho tổng chi để mình có một cái mức lãi hoặc lỗ sau đó mình phải căn cứ trên đó để làm thuế thì hôm nay anh Kelvin sẽ nói cho quý vị làm thế nào mình được khấu hao nhiều để mình giảm bớt cái tiền thuế khóa xuống và cái mức lãi như thế nào và cái vấn đề làm thế nào để mình có những cái vấn đề chi phí thì xin mời anh Kelvin nói rõ cho đồng hương chúng ta. Cảm ơn anh Thomas thì kính thưa quý vị nào mà đang làm thương mại đó À, thì cái căn bản thì tất cả mọi chúng ta à, dù cho có làm thương mại tức là có cái business riêng cho mình hay không à, chúng ta cũng đều hiểu được rằng là cái tổng số mình chi vào à, nhận vào và trừ đi cái tổng số mà mình chi ra thì cái phần còn lại nó gọi là lãi hoặc là cái tiền lời à, thì cái lãi với lời này nếu mà có đó thì từ đó quý vị sẽ phải đóng thuế à, chính vì cái phương trình nó rất là đơn giản tức là tổng thu trừ đi tổng chi sẽ ra có cái net income lãi hoặc là tiền lời của mình đó à, cho nên rằng là khi mọi khi vị làm business đó thì quý vị thường nghĩ đến à, và tất cả chúng ta luôn nữa à, nghĩ đến làm thế nào để mà mình giảm đi cái tiền đóng thuế thì quý vị thấy thu trừ chi ra cái tiền lãi lãi nhiều thì đóng thuế nhiều bây giờ mình muốn đóng thuế ít có phải chăng là mình muốn cái lãi nó ít đi thì khi mà quý vị nghĩ như vậy đó suy nghĩ như vậy đó khi mà cái lãi nó mà là ít đi đó thì mình lại phải tăng cái chi phí thì khi mà tăng cái chi phí rồi đó thì cái tổng thu trừ đi cái chi phí mà mình tăng ra tăng thêm đó thì cái mức lãi của mình nó sẽ thấp xuống thấp xuống thì thuế đóng thấp xuống thành ra là cứ mọi năm như vậy đó là theo cái kinh nghiệm đó là quý vị cứ chạy đi tìm để mà mình coi thử coi mình có mua xe được hay không hay là mình mua cái gì đó được hay không để mình kéo cái bảng thuế khóa của mình xuống thì hôm nay đó Kevin với anh thomas sẽ cho quý vị thấy rằng là quý vị có nên làm như vậy hay không hay là trong trường hợp mà quý vị cần phải À, tăng cái, cái cái tiền chi lên đó để mà giảm cái tiền thuế xuống à, Thì mình phải làm những gì Đó thì một cái ví dụ Kevin đưa ra rất là đơn giản Thí dụ như chưa có tính toán gì hết Quý vị thâu vào được 20.000 Và mình trừ đi cái chi phí hiện đã có Trong cái năm của mình là 10.000 Thì mình còn lại 10.000 Thì nếu mà cái 10.000 này đó Xin quý vị à, ghi nhớ cái cái, cái cái đoạn này của Kevin Nếu mà 10.000 đó thì mình đóng thuế cái ngạch là 20% chẳng hạn thì quý vị phải đóng thuế là 2 ngàn. Thành ra quý vị thấy 10 ngàn mình đi đóng thuế 2 ngàn thì mình còn lại chắc chắn là 8 ngàn ở trong túi của mình. đó dạ, Nghe anh Kelvin nói thì rất là dễ phải không quý vị? À, chỉ cần tăng cái chi phí sau đóng trên 20% của cái số còn cái net income nghe thì dễ nhưng mà đó là một cái vấn đề mà chúng tôi hôm nay nói đó nó là khởi sự cho một cái năm thuế khóa của quý vị thì à, muốn như vậy chúng ta phải có một cái bài tính toán như thế nào trong cái niên khóa trong cái 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 thế khóa của năm 2016. Đó là cái điều mà chúng ta cần phải tính trước bởi vì những công ty thì quý vị cũng biết à, mình có lời hay có lỗ mình đã có những cái căn cứ từ cái năm trước rồi đúng rồi. Thế bây anh... giờ cái vấn đề chi phí đó là cái chuyện mà chúng ta đáng nói hôm nay phải không Kevin? Dạ đúng anh Thomas. Thành ra quý vị thấy tiếp theo cái ví dụ đó đó. Bây giờ mình đang suy nghĩ mình làm sao để mà cái tiền thuế khóa của mình nó giảm xuống và mình chợt nghĩ ra rằng là mình phải đi chi phí ra để mà tăng chi phí lên thì cái lãi nó mới giảm xuống thì bây giờ mình đi ra mua một cái món đồ đó là một là bốn ngàn chẳng hạn thì bây giờ khi mình làm trở lại cái bài toán này cho quý vị thấy hai chục ngàn trừ đi 10 ngàn giống khi nãy nhưng mà bây giờ mình trừ thêm 4 ngàn nữa tại vì mình muốn đi mua cái gì đó để mà mình giảm cái lãi xuống và từ đó mình đóng thuế ít đi thì khi đó quý vị lấy 20 trừ đi 14.000 tiền chi thì mình chỉ còn có 6.000 mà thôi. Thì 6.000 đó đó quý vị đóng 20% của 6.000 đó đó là cỡ 1.200. Thì quý vị thấy đó, 20 trừ 14 còn 6. 6 sau đó mình đem đóng 1.200 đi nữa đó thì mình còn lại 4.800. Thành ra bây giờ quý vị lấy đó cái bài toán mới vừa tính xong là 4.800 so với cái 8.000 lúc ban đầu thì quý vị tự nhiên quý vị thấy đó đằng trước đó mình đóng thuế 2.000 nhưng mà quý vị vẫn còn 8.000 để mà quý vị xài cái chuyện khác bây giờ quý vị muốn giảm cái 2.000 xuống thật sự mình đã giảm xuống nó giảm xuống còn là 1.200 nhưng mà cái tiền mình, trong túi mình nó mình chỉ phải còn ra, có 4.800 rồi ra 000 để mình ra, ra tới, mình ra tới rất là nhiều để mình giảm có 1.200 mà thôi chính vì cái điểm này đó cho nên là Kevin muốn quý vị Uh, hiểu được cái công thức nhỏ nhoi như thế này để mà khi mà quý vị làm business đó thì mình tính toán uh, thiệt ra mình có cần phải tăng chi phí để mà mình giảm cái tiền thuế hay là không đó mới là cái điều rất là quan trọng để nói hoặc giả quý vị tăng cái chi phí nhưng mà lần trước mình có nói qua rồi đó anh Thomas mình tăng cái chi phí nhưng mà cái tiền đó nó cũng vẫn thuộc về của mình chứ nó cũng không phải là mình đi xài hết dạ, đó đó mới là cái uh, vấn đề mà. thì đó <laughs> là cái vấn đề quý vị cần phải nắm yeah. rõ để khi mà mình tăng cái chi phí đi nhưng mà cái chi phí đó nó không có tiêu à, tiêu tiêu tan theo mây khói à, mà cái tiền đó nó vẫn là tiền của mình à, cho một cái ví dụ thí dụ như là vì cũng 10.000 rủ vì chi ra 20.000 thâu vào chi ra 10.000 với những cái chi phí hiện có của mình thì bây giờ mình còn lại 10.000 và cái 20 đó mình sẽ phải phải bị đóng thuế là cỡ 2.000 thì còn 8.000 thì bây giờ muốn giảm cái 10.000 còn lại đó, đó quý vị có thể bỏ vào những cái chương trình gọi là IRA, 401k, profit sharing, rồi pension. Giả dụ như là quý vị cắt ra được 4.000 để bỏ vào cái profit sharing đó thì quý vị thấy đó từ 8.000 từ từ 8.000 mình đóng thuế 20 trừ 10 còn 10 đóng 2.000 còn 8 bây giờ mình cắt 4.000 mình bỏ vô ở trong cái 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 uh, uh, 401k hay là ira hay là cái retirement plan của mình như là pension chẳng hạn thì 10.000 quý vị bỏ hết 4.000 quý vị còn lại 6.000 và quý vị cũng đóng thuế 20% của cái 6.000 đó là 1 2 thì bây giờ tiền nó chạy đi đâu tức là 6.000 trừ đi 1 2 đồng mình đóng tiền thuế 4.800 còn trong túi mình và 4.000 nó lại nằm Vô ở bên cái 401 k của mình Hoặc là IRA, là IRA. Thành yes. ra quý vị thấy đó, cuối cùng quý vị vẫn đóng 1.200 tiền thuế Nhưng mà cái tiền của quý vị còn là còn tới 8.800 lần Rất là cảm ơn anh Kelvin và một cái chia sẻ một cái điều đó Bởi vì cái 1 k nó cũng là một cái retirement plan cho mỗi một cá nhân của chúng ta sau khi mình xong cái business, mình vẫn còn một cái đó để mình uh, giữ về già đó quý vị. Dạ đúng. Thì uh, uh -huh. vấn đề anh Kelvin ảnh chia sẻ như vậy, thì chúng ta nên cũng lưu ý trong cái vấn đề đó. Chính vì vậy, ngay từ đầu năm, chúng ta phải có những cái plan. Đó là cái điều hết sức. Uh, mới nghe thì thấy thật sự nó không có gì để mà nghe nó cũng biết tổng chi, tổng thu trừ tổng chi xong rồi đóng thuế trên cái net income. Nghe quý vị nghe đơn giản nhưng mà chúng ta đi sâu vào chúng ta thấy nó có rất là nhiều cái uh, quyền lợi cho mình mà nó có và phải hợp lý với thuế khóa Phải không anh Kevin rất là đúng anh Giống Thomas. Giống như anh đã ra cái châm ngôn là truy đi không? Truy uh, đi. Đúng, đúng đẹp. Đủ, đủ. Dạ thành ra là tiếp theo đó quý vị thấy thành ra cái tiên đề hoặc là cái chủ đề mà mấy tuần vừa rồi anh thomas với kevin có đưa ra cho quý vị biết rằng là quý vị cần phải làm chủ tình hình của cái bản thuế khóa của mình thì khi mà quý vị thấy đó những cái uh, uh, mẹo hay là những cái vấn đề planning trong thuế giả dụ như hôm nay kevin đưa ra À, để mà đóng thuế 1 hai còn tám uh, còn phần 8.800 đó nó đều là của mình hết chứ không phải là mình tiêu hết tất cả cái tiền đó đi à, thì đó tổng cộng tổng quát lại đó là quý vị cần phải làm chủ tình hình cái bản thuế khóa của mình mà muốn làm chủ được cái tình hình đó đó thì quý vị cần phải có cái planning thành ra nếu mà quý vị nào làm cái uh, business cho riêng bản thân mình đó tức là đây business đây nó có, gồm có những uh, uh, cái, cái group người nào để cho quý vị cùng hiểu Quý vị đi làm tài xế chẳng hạn, tức là cái trucking uh, industry đó quý vị lái xe tải rồi quý vị nhận cái 1099 uh, từ cái chỗ xe tải họ trả tiền cho mình, đó cũng là business. Quý vị mở cửa tiệm ra À quý vị xin license quý vị mở cửa tiệm ra quý vị bán sản phẩm hay là quý vị làm à, một cái dịch vụ gì đó thì đó cũng là một cái business à, tất cả những quý vị làm cái 1099 đó quý vị cũng là một cái business cho nên là những cái người làm business làm self employed đó quý vị đều có thể tính toán à, trong cái 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 phạm vi mà Kevin chia sẻ rất là tổng quát ngày hôm nay cho quý vị cho nên là nếu mà quý vị nằm trong cái trường hợp đó đó mà quý vị chưa có cái planning À, xin quý vị phải đi tìm một cái thì cái chỗ tìm duy nhất của quý vị có thể tìm được là những cái người tax advisor hoặc là những cái người mà à, đang giúp quý vị làm những cái hồ sơ thuế khóa của quý vị trong mọi năm cái vấn đề mà mình chuyển dịch cái bản thuế khóa của mình đó từ một cái người làm thuế này qua đến một người làm thuế khác À, thì Kevin cũng là một người làm thuế Thành ra Kevin, Kevin có thể chia sẻ cho quý vị biết rằng là Trừ khi mà cái vấn đề thuế khóa của quý vị đó riêng bản thân của Kevin hay là cái office của Kevin không có thể nào lo nổi vì bất cứ lý do nào thì nằm trong cái trường hợp đó đó anh thomas thì lúc đó quý vị mới đem cái hồ sơ đi đến cái chỗ khác thành ra là quý vị cũng không cần đem đi đâu hết nếu mà cái người hiện tại của quý vị có thể lo được cái hồ sơ thuế khóa cho quý vị mà có những cái planning như là Kevin mới vừa uh, uh, chia sẻ cho quý vị đó thì xin quý vị cứ tiếp tục làm việc với những cái người đó để mà có được những cái plan này rồi từ đó quý vị mới có thể là giữ hết được cái đồng tiền mình cân bằng là bỏ công sức ra mình đi làm để mình tìm được à, rất cảm ơn Kelvin chia sẻ về vấn đề uh, chuẩn bị thế nào cho vấn đề thế khóa cho những cái vấn đề thương mại thì uh, trong uh, trong cái email có một cái email của khách hàng gửi vào uh, đặt ra một cái câu hỏi cũng rất là hay thì uh, uh, người này họ họ hỏi như thế này anh Kelvin à, tôi mở một cái business ra như vậy thì nó có ảnh hưởng đến những cái quyền lợi những cái benefit trước đây mà tôi được có từ chính phủ ví dụ Medicare hay là những cái vấn đề gì đó liên quan à, nó có ảnh hưởng như thế nào không anh Kelvin thì mời anh cho biết để thì uh, thưa anh Thomas và tất cả quý vị rằng là nếu mà mình đang hưởng những cái phúc lợi xã hội như là Medicare uh, hay là Food Stamp hay là những cái chương trình low income của tiểu bang của mình chẳng hạn uh, thì tất cả những cái chương trình này đó họ dựa thêm uh, vào cái nguồn income mà mình thu được trong cái năm hay là trong tháng mình đi làm chứ không phải là do vì mình có cái business hay là quý vị cần phải đi làm W2 hay là quý vị không có việc làm thì mỗi cái chương trình nó đều khác nhau cho nên nếu mà quý vị nào mà có cái business đó thì người ta không có căn cứ vào cái tiền gọi là thu vô nó gọi là tiền gross tại vì quý vị còn phải chi phí nữa thì cái chi phí mà mình nói một cách đơn giản nhất cho một cái người mà làm cái business cho bản thân mình đó mà không có cửa tiệm không có mướn mặt bằng thì chắc chắn quý vị phải đổ xăng quý vị phải xài tới cái vấn đề mà cái xe của mình và quý vị cũng có thể xài tới cái điện thoại và nếu mà quý vị đang nằm trong những cái ngành nghề mà quý vị cần phải mua những cái supply như là bao tay chẳng hạn hay là giày hay là áo mưa thí dụ như là những quý vị làm báo chẳng hạn đó vì cần phải có những cái thủ tục supply đó để mà quý vị làm cái công việc của quý vị cho nó nó, nó đúng mức À, thì tất cả những cái này nó gọi là chi phí thì cũng là tổng thu và trừ đi cái tổng chi ra thì lúc đó cái net income đó mới định đoạt được là bao nhiêu uh, trong một tháng hay là bao nhiêu trong một năm mà quý vị làm được coi như là cái thu nhập của mình chính vì vậy làm cái business không thôi chưa có đủ hội đủ điều kiện để mà quý vị uh, không được những cái 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 benefit khác yeah. cảm ơn anh uh, kelvin thì uh, để uh, rút lại trong những cái câu hỏi vừa rồi thì như anh Kelvin cho biết đó khi chúng ta mở một cái business không hẳn nó sẽ là ảnh hưởng liền trong cái vấn đề cái à, những cái quyền lợi phúc lợi của mình đối với chính phủ cho à, cái điều ở đây đó mình không thể nói là ở à, tôi có business nó ảnh hưởng hay không có business dạ, nó ảnh hưởng điều đó không có đúng hoàn toàn nó tùy <laughs> thuộc vào cái mức lời và lỗ trong cái business của quý vị bởi vì à, khi quý vị mở cái business quý vị à, à, sau một thế khóa à, khai về phần công ty có lời lỗ bao nhiêu bắt đầu mới chuyển qua bên cái personal thì lúc đó đó cái income của mình nó sẽ lên xuống và dạ nó đúng. ảnh hưởng theo cái quyền lợi của chính phủ cho quý vị ví dụ như quý chính phủ yêu cầu anh không được cái income quá 25 ngàn đi thì nếu mà mình cộng luôn cả cái business của mình trên nữa thì có nghĩa là quý vị sẽ không được thụ hưởng tiếp tục cái quyền lợi dạ. đó đúng. thì như câu hỏi vừa rồi thì rất cảm ơn Kevin thì chúng ta hiểu được một điều là mở business nó không có ảnh hưởng gì đến trong những cái phúc lợi trước đó nhưng nó sẽ ảnh hưởng nếu income của mình tăng giảm Đúng. À, thêm nữa về cái vấn đề nói về cái thu nhập và nói về cái planning À, thì trở lại cái phần mà lần đầu khi mà mình có cái chương trình nói về làm chủ tình hình cái bản thuế khóa của mình đó thì quý vị nhớ lần đầu tiên anh em chúng tôi có chia sẻ với quý vị cái, 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 cái câu bằng là cái rắc rối của cái obamacare đó quý vị nhớ thành ra nếu mà quý vị nào mà làm cái business cho bản thân mình và quý vị đi mua cái obamacare tức là mua cái bảo hiểm sức khỏe qua cái chương trình Obamacare thì quý vị lại càng phải làm chủ cái tình hình của cái bản thuế khóa của mình nhiều hơn những người khác Vì lý do rằng nếu mà uh, khi mà quý vị xin uh, mua vào cái chương trình Obamacare đó Thì cái bản tin tức tài chánh uh, thâu nhập là mình đang sử dụng cái bản đó là của năm 2015 Tức là quý vị đã xong xuôi hết trơn thuế rồi Nhưng mà bây giờ mình đang ở vào cái tình trạng 2016 thì mình nhắc nhở lại cho quý vị rằng khi mà giả dụ như tháng 1, quý vị làm xong cái bản thuế khóa và cái income trên cái bản thuế khóa của năm 2015 nó show và nó thể hiện được là mình làm được 30 ngàn chẳng hạn thì từ đó mình hồi đủ điều kiện để mình mua cái Obamacare và chính phủ người ta cũng tài trợ cho mình là một tháng là 500 đi nhưng mà bây giờ mình đã đi đến tháng 4 rồi nhớ đâu mà cái, uh, cái income thu nhập tiệm của quý vị nó tăng vọt lên chẳng hạn à, thì cái tiền mà 500 mỗi tháng mà cái chương trình Obamacare người ta phụ trợ cho mình đó thì bây giờ nó có thể là nó reduce lại tới nay giảm đi còn chỉ có 100 đồng thôi thì quý vị thấy đó từ 500 mà xuống đi 100 thì bây giờ mình đang bị hao hụt 400 một tháng cho nên là nếu mà tháng 1, tháng 2, tháng 3 đã qua rồi thì coi như hiện tại bây giờ quý vị đang nợ chính phủ lại là 3 x 4 là 1.200 vẫn phải trả ngược lại Và vì lại nào phải trả ngược trở lại chính vì cái điều đó đó cho nên là quý vị cần phải có cái chương trình planning hẳn hoi và mình làm cái con số cho nó hẳn hoi để tránh trường hợp đùng một cái đến cuối năm đó mình phải trả giả dụ như mình phải trả 400 một tháng đi thì 12 tháng mình phải trả ngược lại 408 thành ra quý vị cần phải tính toán và làm cái con số cho nó chính xác và mỗi khi mỗi tháng như vậy hay là mỗi quý như vậy đó mà quý vị tăng cái con số thu nhập tức là net income của mình đó mình cũng vẫn tính là tổng thu trừ đi tổng chi rồi nó ra cái net nếu mà cái nét nó thay đổi như vậy thì quý vị lập tức là phải báo với bên Obamacare để họ điều chỉnh lại cái phần mà 500 mà người ta uh, phụ trợ cho mình thay vì 500 thì bây giờ nó có thể là 100 hoặc là 200 thì cái phần kia quý vị cũng phải đóng nhưng mà thà là quý vị đóng mỗi tháng còn hơn là quý vị không tính toán đùng một cái đến cuối năm quý vị phải đóng ra thêm 4 bốn 4 ngày tám thì chưa chắc quý vị có tới tiền lúc để đó động. là không đủ tiền không đủ tiền động, để đóng dạ, à. quý vị rất cảm ơn anh Kelvin à, nhắc nhở bởi vì chương trình Obama care nó đã phát triển rất là rộng rãi thì có lẽ nó sẽ liên quan rất là nhiều trong cái niên khóa tới này quý vị. Thì như anh Kevin vừa sau một cái mùa thuế, ảnh cũng hiểu được rằng là rất là nhiều khê và rất là nhiều vấn đề phải không cho dạ à Thì như <laughs> xin nhắc lại cho quý vị thì quý vị nào có chương trình Obamacare gọi là Cover California đó quý vị thì khi cái income của mình vừa rồi có tăng hay giảm mình phải update liền với uh, cover california có một cái là cái mình cũng nhắc lại để cho quý vị nào vừa rồi không có theo dõi chương trình cũng liên quan đến cái vấn đề Obamacare nhưng mà bây giờ không phải cái nguồn tiền mà kêu bằng là mình đi làm nữa Thomas nhưng mà thí dụ như là Christmas xong hay là Thanksgiving xong đó gia đình bạn bè rủ đi casino chơi rủ vị trúng máy vì kéo về trúng máy hai ba chục ngàn rồi hôm nay trúng nhưng mà ngày mai thua hết thì quý vị biết đó đến khi quý vị báo thuế đó cái tiền thuế quý vị trúng vẫn báo vào thua quý vị cũng báo vào nhưng mà ngặt một cái cái obamacare chương trình đó họ chỉ nhìn thấy cái tiền thắng thôi và họ không có tính cái tiền thua lúc đó mới là à, mệt Thành ra quý vị anh. rất là mệt <laughs> về cái vấn đề đó thành ra vì à, cũng để ý thêm vào cái khúc đó một chút xíu là rất cảm ơn quý vị đón xem cái chương trình live show cẩm năng mùa thuế của chúng tôi hàng tuần thì để nhắc lại quý vị cần những cái gì thông tin ngoài những cái này ngoài những cái sự hiểu biết hiện tại chúng tôi nói bởi vì thời gian cũng không có nhiều cho nên quý vị có thể gọi thẳng đến số điện thoại 408 436 2939 gặp anh Kelvin để hỏi quý vị. Và chúng tôi xin tạm dừng rồi sẽ trở lại trong sau giờ giải lao. Cảm ơn.